Hello, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị em các bạn. Ngay phía bên cạnh mình đây chính là những cái chậu lan kiếm lô hội mặt hoa kiếm vàng Bắc Sơn mà do chính tay mình sưu tầm được từ năm kia rồi. Mình sưu tầm và mình trồng nhân giống thì hiện nay ở đây mình cũng có khá là nhiều những cái chậu lan kiếm lô hội mặt hoa semi vàng Bắc Sơn. Và hôm nay thì sau mà một quãng thời gian cũng rất là nhiều anh chị em sưu tầm rất là nhiều những mặt hoa lan kiếm của mình. Nhưng mà cái kiếm semi, một cái mặt hoa đẹp như thế này thì trước giờ thì mình cũng chưa có dịp để chia sẻ cho mọi người. Tại vì là cái số lượng cây ở trong vườn nó còn có ít. Còn bây giờ thì sau 2 năm nhân giống thì mình cũng có khá nhiều những cái chậu kiếm semi vàng Bắc Sơn ở đây. Một trong những cái mặt hoa mà mình đã sưu tầm được ở trên rừng thì hôm nay mình sẽ lên cái video này để chia sẻ đến các bạn. Trước tiên thì mình sẽ mời các bạn xem cái khoảnh khắc khi mà mình gặp nó ở trên rừng. Lúc đó thì mình cũng không có đăng lên kênh YouTube cái đoạn video này, tại vì là đăng lên thì lúc đó cũng rất là nhiều anh chị em hỏi mà cái số lượng để chia sẻ thì không có nhiều. Đây là cái hình ảnh cái mặt hoa kiếm vàng Bắc Sơn khi mà mình gặp gỡ nó ở trên rừng vào mùa hè cách đây 2 năm trước. Thì cái đoạn video này mình chưa từng đăng lên kênh YouTube. Một cái mặt hoa mà mình cảm thấy là một trong những mặt hoa đẹp nhất ở vườn mình, chỉ có 2 cái mặt hoa mình sưu tầm được gọi là hoa đẹp thôi, thì đây là một trong số 2 mặt hoa đó ở trong rừng. Cảm giác là nó thuần với cái điều kiện tự nhiên ở đây cho nên những cái ngồng hoa nó rất là dài sai hoa. Đây là vẻ đẹp của cái mặt hoa kiếm vàng Bắc Sơn, cảm giác lúc nào ở trong tự nhiên cũng đẹp hơn ở nhà khi nở ở nhà các bạn ạ. Cho nên mình đăng cái video lên để các bạn cảm nhận. Đây là những cái chậu lan kiếm mà sau khoảng chưa đến 2 năm đâu, khoảng 2 năm mình trồng. Đây là cái mặt hoa, những cái chậu mình trồng bằng cái giá thể là cái vỏ lạc hun với lại sơ cây tổ quạ với lại phân dê thứ nữa. Thì những cái chậu này ngày trước mình cũng trồng chỉ từ một tép thôi các bạn ạ, chỉ từ một tép thôi, cũng không có nhiều đâu, 1-2 tép thôi. Tại vì hôm đó thì mình lấy ở trên cái vách núi nó cao lắm, mang về là mình không phải xách xuống được. Tại vì cái vách núi kia thì không xách cái gì cũng được, nên mình vứt luôn cả bụi của nó ở trên vách núi xuống. Nó bị gãy rất là nhiều lá. Ở đây còn có những cái lá mà từ lúc mình lấy ở trên rừng đấy các bạn, nó bị gãy, bị vỡ nhiều. Mình lọc ra mình trồng lại. Và bây giờ thì đã nhân giống được từ những cái thân rất là xấu, gãy dập các thứ. Thì bây giờ mình cũng có một khoảng ở đây toàn là cái kiếm vàng Bắc Sơn. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tách để chia sẻ đến các bạn. Mình trồng sau một thời gian thì có những chậu thì nó tốt lắm các bạn, tốt đây. Bây giờ nó chật hết chậu rồi, nên mình phải tách ra trồng lại và cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Đây là cái phần rễ của nó này các bạn này, cuốn đầy chật luôn cái chậu của mình luôn. Cái này thì nó phải nói là quá tốt rồi. Cái giá thể của nó ngày trước, những cái vỏ lạc này bên dưới với lại cái mùn cây tổ quạ, bây giờ mình thấy nó phân hủy hết rồi các bạn. Còn rễ thì nó chật luôn cái chậu này, rất là ẩm. Cái mặt hoa này mình thấy nó có cái cánh, những cái bông hoa nó rất là dày và cái lưỡi của nó thì không cuộn nhiều đâu. Trước đây lúc gặp ở trên rừng thì mình đã chia sẻ cho một số người mà cái thời đấy nó không như bây giờ đâu các bạn ạ. Cái thời đấy đắt lắm, đắt tiền lắm. Mình bán rẻ rẻ thôi nhưng mà người ta mua về người ta bán mỗi cái thân kiếm này hàng mấy triệu bạc ấy các bạn. Bây giờ thì cái thị trường lan thì nó không có cái sự thổi giá nữa, cho nên cái gì thì nó cũng quay lại về với cái giá trị ban đầu thôi. Không có cái chuyện này phải sưu tầm những cái cây lan rừng với cái giá trên trời nữa đâu các bạn. Nói chung là nó cũng hợp lý tùy cái túi tiền của người chơi thôi. Ngày trước những cái cây kiếm đột biến này thì thường thì người ta sẽ bán với giá là từ 1 triệu đến vài triệu, có khi là cũng có những thân hàng mấy chục triệu các bạn. Nhưng mà bây giờ nó chỉ khoảng mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn thôi, tùy loại mặt hoa thôi các bạn.
mình thì vẫn từ trước đến giờ thì cũng vẫn vậy thôi, chỉ có những cái loại kiếm nó kể cả đột biến đi chăng nữa thì giá trị của nó cũng không, mình cũng không theo đuổi những giá trị ảo trên thị trường. Mọi người sưu tầm nhiều rồi thì cũng biết rồi, những cái cây cái kiếm này nhiều khi như mấy năm trước người ta bán hàng mấy triệu thì mình cũng chỉ bán độ 100-200 nghìn thôi. Cái mặt hoa này thì nãy mình cũng chưa nói, cái mặt hoa này thì mình chia sẻ với giá, mình chia sẻ theo cặp các bạn, chia sẻ theo cặp để cái tỷ lệ sống nó an toàn. Mình sẽ tách theo cặp thì mọi người sưu tầm kiếm của mình cũng quá biết rồi. Những anh em nào mà sưu tầm lâu thì biết rồi. Mình tách theo cặp thân tơ, hai thân liền nhau là một cặp các bạn nhé. Và mỗi cặp với cái mặt hoa này là mình chia sẻ với giá là 300 nghìn các bạn nhé. Tách kiếm nó cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm đấy các bạn ạ. Không cẩn thận thì cắt cụt hết mắt ngủ luôn đấy. Kiếm thì mình tách nhiều lắm rồi. Đối với cái dòng kiếm lô hội này thì các bạn theo dõi những cái chuyến đi của mình. Mình đã lấy về chia sẻ rất là nhiều những cái mặt hoa. Nhưng mà cái mặt hoa này là một trong những cái mặt hoa đẹp nhất ở trong vườn mình các bạn nhé. Một trong những cái mặt hoa đẹp nhất. Đây là những cái cây kiếm vàng Bắc Sơn mình vừa tách xong. Ngày hôm nay thì mình chỉ tách đủ cho mấy anh em nhắn tin ở trên Zalo thôi. Anh em nhắn tin lấy ở trên Zalo trước thì mình tách cho trước. Còn mình quay video lên rồi. Còn anh chị em nào mà vẫn còn đang theo dõi cái kênh YouTube của mình, vẫn xem những cái video của mình trước đây có hỏi sưu tầm, thì bây giờ mình tách thì mình đăng lên trên YouTube. Thì mọi người ai thấy thì có thể ghé qua Zalo để nhắn tin cho mình nhé. Trên YouTube thì mình không trả lời ở trên đấy được, tại vì qua cái Zalo thì mình còn gửi hình ảnh cho các bạn xem trực tiếp cái đơn hàng của mình được. Còn trên YouTube thì nó không có chế độ để gửi hình ảnh cho các bạn xem được, nhắn tin qua lại trên đấy nó rất là khó. Còn cái số điện thoại của mình thì các bạn cứ kết nối vào Zalo, còn nhắn tin cái số của mình thì cái máy của mình nó bị hỏng rồi. Trước đây mình dùng hai cái điện thoại nhưng mà cái máy mình cắm cái sim đấy bây giờ nó hỏng, chưa sắm được cái mới, cho nên là mọi người cứ kết nối qua cái Zalo thì mình có thể liên hệ với các bạn, hoặc có thể trả lời với các bạn được. Với lại nếu mà các bạn nhắn tin ở trên Zalo thì mọi người mới chưa kết bạn bao giờ thì mọi người gửi giúp mình cái lời mời kết bạn, không thì cái tin nhắn chờ ấy, mình không đọc được. Bây giờ cái Zalo nó khác ngày trước rồi các bạn, không biết nó kiểu gì ấy. Nó có cập nhật bây giờ hình như nó còn thu phí này nọ thì mới dùng được nhiều tính năng. Nên nhiều khi là anh em mà không gửi lời mời kết bạn, cứ nhắn tin không thì nó lưu ở trong cái mục tin nhắn chờ, mình không để ý. Nhiều lúc không đăng nhập vào, mình không thường xuyên đăng nhập vào, mình không để ý thì bỏ sót tin nhắn của anh em thì mình cũng không biết làm sao được. Nhưng mà hôm nọ là cũng có anh nhắn cho mình là mình bị chửi luôn, tại vì có 2 ngày mình chưa đáp tin nhắn, 2 ngày là mình bị ăn chửi luôn. Nhưng mà cũng không biết làm sao được. Cái đấy thì cũng không phải là do bản thân mình, mà nhiều khi thì cũng do cái ứng dụng, nhiều khi nó cũng có vấn đề. Bây giờ nó khác ngày trước rồi, mình thấy nhiều người ta cũng nói rồi. Đấy, tin nhắn nhiều khi nó lưu ở trong cái mục tin nhắn chờ thì mình không phát hiện. Thì đâm ra nhiều lúc là bỏ sót, nó dồn hết ở trong một cái mục ấy. Còn anh em nào mà kết bạn rồi thì gửi tin nhắn toanh một cái là nó có thông báo về luôn, thì mình sẽ không mấy khi bỏ sót tin nhắn của các bạn đâu. Còn có những anh chị em nào mà chưa nhắn tin bao giờ, chưa trao đổi, giao lưu với nhau bao giờ thì nhiều khi nó khó, mọi người thông cảm. Chửi mình nhưng mà mình cũng vẫn xin lỗi một câu thôi, thông cảm thôi, tại vì mình cũng như mọi người. Không phải lúc nào mình cũng ôm cái điện thoại để canh dò tin nhắn được. Mình cũng phải rất là nhiều những cái công việc ngoài việc đi rừng, sưu tầm, lan lọng và chia sẻ với các bạn để trang trải cái cuộc sống, thì mình cũng còn có những cái công việc đồng áng rồi là các thứ nữa. Mình cũng là người ở nông thôn thôi, không phải những kênh buôn bán hàng, người ta có nhiều thời gian cầm điện thoại và thuyết phục khách để sưu tầm. Mình thì phải đi lại rất là nhiều, nhiều khi có những cái chuyến đi thì có khi cả mấy ngày điện thoại không có sóng, anh em gọi cũng không gọi được. Đây là những cái cây mà mình gọi là một cặp, là nó như thế này các bạn nhé, một cặp nó như thế này.
nó sẽ có hai cái thân liền nhau. Có cây thì nó đang lên măng, còn có cây thì nó chưa lên. Nhưng mọi người cũng không cần cái đòi hỏi cái vấn đề đấy, tại vì cái nhiều khi cái mầm này này bây giờ nó già hơn thì nó lên, còn cái này nó còn non này, nó thành một cái thân trưởng thành rồi nhưng mà nó chưa nảy mầm. Khi nào các bạn trồng độ 1-2 tháng thì nó sẽ lên những cái mầm, thêm những cái mầm khác, nó đủ cái độ tuổi của nó sẽ lên mầm. Đấy thì đấy, một cặp thì nó chỉ hai thân liền nhau, cơ bản là nó như thế này này các bạn này. Như thế này nó là một cặp hai thân tơ liền nhau, nó là một cặp các bạn nhé. Mình thì mình không thích tách rời từng thân một ra, nó yếu cây. Mọi người mang về trồng thì đối với cái cây kiếm mọi người cũng lưu ý là đừng tách rời nó ra, nó liền nhau, các bạn cứ để nó liền nhau như vậy đi. Khi nào chậu nó thành nhiều thân thì các bạn sẽ tách ra để trồng nhiều chậu, chứ các bạn đừng tách rời từng thân một ra, cây nó rất là yếu. Tại vì mình tách ra mình vận chuyển đi như thế này thì không còn cái bộ rễ để hút nước nữa, nó dự trữ ở đây thì cái thân này bây giờ mình trồng thì nó đẩy nước từ cái thân già hơn này dồn lên cái thân tơ hơn này rồi ép cái mầm này lên. Còn mình tách một cây ra thì cây nào nó cũng đẻ mầm luôn, nhưng cái sức sống sẽ không cao. Thì cái này mình cũng nói nhiều rồi, anh em chơi nhiều rồi thì mọi người cũng sẽ có kinh nghiệm thôi. Hôm nay thì mình quay cái video để chia sẻ đến các bạn cái mặt hoa kiếm vàng Bắc Sơn. Bạn nào mà có nhu cầu sưu tầm thì nhắn tin vào Zalo cho mình, sẽ có thông tin hình ảnh với cụ thể hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.